Đây mọi người ạ, đây là cái lý do mà cái buổi đi chơi này nó phải hoãn đến 11 giờ đêm. Bây giờ nhá, anh chỉ nói như này này. Đúng theo cái giờ vé em đi ra sân bay, đúng theo cái lịch trình của nó tự báo delay đến 8 giờ. Xong anh tự lên máy bay, anh xuống sân bay, anh đến đây luôn. Anh không đi đâu cả, không làm sai một cái gì hết. Làm thế nào? Video đi à? Bây giờ anh thử nói xem có phải là do anh yêu ra mà bọn mình mới phải đi muộn không? No. Ôi đi muộn thì cũng được mà nha. Không, nhân vật chính bao giờ đến muộn. Anh đã đến phấn khởi xảy. Bố mới đến sớm rồi. Ngoài chuyện hoãn 8 giờ. Anh còn check in online nhá. Sau bao nhiêu gian nan và vất vả thì cuối cùng đoàn chúng tôi đã có mặt được tại Nam Du rồi. Bạn Vivu, bạn phát biểu cảm tưởng để đến được đây, bạn cảm thấy như là em đi nửa vòng trái đất rồi. Em ơi, anh có thắc mắc là cái túi bim bim đâu rồi? Đây anh ơi, rất đầy đủ. Anh chỉ quan trọng là túi bim bim có còn hay không. Hello mọi người, sáng nay thì tụi mình vừa mới đi thuyền đến Nam Du xong. Và mình đã ăn uống nghỉ trưa. Bây giờ là 2 giờ chiều và tụi mình đang ở một cái khách sạn cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhé. Cái khu homestay rất là màu sắc và rất là đẹp. Tụi mình sẽ nghỉ dưỡng ở đây khoảng 3 ngày tận hưởng cuộc sống. Bởi vì đây là một chuyến đi chơi gia đình với những người thân thiết, cho nên là cả chuyến đi mình sẽ không make up mà chỉ đánh son thôi. Cho nên là mong là mọi người thông cảm với diện mạo này nhá. Người thấy thì cảnh vật ở đây vẫn rất còn là đơn sơ bởi vì chưa có nhiều sự khai thác nên là rất là yên bình và sạch, thật sự rất sạch luôn. Quay đấy nè.
không vậy? Không. Ra đây chơi ông ơi. Sâu lắm ông ơi. Ôi, ở đây sâu lắm ông ơi. Đi ra ngoài không sâu, đi ra ngoài phía bên trái thì nó nông. Còn đi ra ngoài phía bên phải thì nó sâu ơi. Ôi ôi, không được rồi, đến chạm em ơi. Kêu kêu kêu, kêu kêu anh ơi. Kêu kêu anh ơi. Kêu anh ơi. Lại ăn được cái bị hút thì thôi ấy. Ăn được không gian luôn thì thôi luôn. Cái này phải có nồi đun nữa đúng không? Sôi rồi á. Mình phải đun bột. Tao ra bỏ tôi cầm lên mày quay. Một chú tâm tít. Để dậy cảm ơn nha. Cảm béo. Hết. Nhé nha. Tuyên đấy. Rồi. Yo. Yo. Mày phải vào clip chứ nhỉ? Phải vào clip chứ. Phải vào clip chứ. Có cưới không? Câu này khó vãi. Dễ mà sao trả lời. Bây giờ tạo bất ngờ cho bạn gái này các bạn ơi. Đang ngồi ăn thấy chạy ra cầm cái bánh chạy phập 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 vào. Ở trong này là mọi người nghe phát biểu. Cảm ơn bạn Duy nhỏ đã hỗ trợ em tận tình để giúp em tặng món quà nhỏ bé cho người yêu em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Không rồi, không rồi. Bây giờ bọn mình sẽ dậy vào lúc 8 giờ sáng để đi đi thuyền ra biển. Chúng ta hãy cùng intro the trip, let's go.
Sỏi chùm. Ngủ quên rồi. Sỏi chùm hả? Sỏi chùm. Ông là sói mà không biết sói nào. Sỏi chùm. Ngủ quên rồi. Đặt bài lên coi lại đi. Sỏi xem lại lá bài đi. Chạy đi. Sỏi xem lại lá bài. Sỏi chùm. Anh Trà. Rồi, nhắm mắt. Tất cả mọi người nhắm mắt, nhắm mắt. Sói chùm ngủ. Em chưa đúng anh. Thần Cubit tỉnh dậy. Cubit ơi. Hai em anh ơi. Cubit, đêm nay Cubit muốn hai người nào ngủ với nhau? Em chưa 18 Cubit ngủ. Tất cả mọi người ngửa bàn tay lên bàn. Khi quản trò chạm vào tay người nào thì người đó mở mắt. Hai người này đã được thần Cubit cho yêu nhau. Từ bây giờ các bạn sẽ là một cặp đôi thật là thắm thiết. Các bạn bây giờ hãy trao đổi lá bài với nhau cho đối phương biết vị trí của mình. Hai người đã nắm được vị trí của nhau chưa? Hai người ngủ. Đêm đầu tiên kết thúc. Mọi người tỉnh dậy. Má dài vậy đó. Tôi đi ngủ tập đến nơi rồi. Như nào? Lâu quá. Như nào? Ai chết ai sống không? Đêm nay có một người vô cùng tài năng của làng ta đã ra đi về nơi chín suối. Xin chúc mừng Mimosa. Mà cho bị chết luôn. Kể từ bây giờ Mimosa không được thốt lên một điều gì nữa. Sau đó là các ông chỉ vào người đấy và cho họ một cái đài. Nếu như muốn anh Mimosa chỉ vào người anh Mimosa. Ta đã ra đi về nơi chín suối. Xin chúc mừng Mimosa.